Con đừng nói con đại gia, con tỷ phú. Thì mà thầy nói rất là nhiều khu du lịch nổi tiếng hơn khu du lịch Đại Nam con. Mà thầy thấy có ai bao giờ lên tiếng cái gì vụ từ thiện họ 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 nói họ giàu họ nghèo gì? Ở như Suối Tiên, thầy nói thầy không khen Suối Tiên, mà thầy nói Suối Tiên á bán vé làm 200-300 ngàn, nhưng mà ngày nào cũng mấy ngàn người coi, mấy chục ngàn người đi hết. Nhưng mà có bao giờ biết ông giám đốc tên gì không? Không ai nói hết trơn. Rồi hai người ta quảng cáo gì khu du lịch, ai đến mua vé chơi không chơi thôi. Thầy biết tên không? Nói sao biết? Vui nó tên vui. Biết là vì ai thầy cũng biết, khỏi nói. Thầy vui hơn ông vui nữa. Thì ổng là một ông sư mà, rồi một cái chùa trống luôn mà. Ổng là có nghĩa là cái gì, nó tóm gọn cầm chia tài trợ rất nhiều vào các cái hành trình trong cái đó, là có đó là giống như trực thuộc cầm chia vậy đó. Rồi Campuchia cũng tài trợ ông Phật lớn luôn, là một ông Phật lớn là Bồ Tát đồ đều là Campuchia tài trợ hết. Thì trong cái vấn đề con nghĩ như thế nào khi con đối đầu với thực tế, khi bộ trưởng đã lên tiếng thì con sẽ xử lý xong 6 cái đơn, xong rồi con phải làm sao, con có liệu các cái biệt thự con bán trả nổi hết tiền thuế hay không, rồi cái Đại Nam của con giao cho người nào, rồi con công hiến ra sao, rồi vấn đề hoạt động như thế nào, rồi cái tiền chằng chóc mà con vay quá, tiền số lớn quá lắm. Hồi đó con vay tiền lớn quá, giờ con bán hết con trả nổi không, mà bán có đủ cái số tiền đó hay không. Thầy là giống như là nhiều người họ giàu lắm nhưng mà họ họ không có nổ đúng không này, họ không có khoe của đúng không? Còn chị Hằng này thì thấy là chỉ nổ khoe của quá Nổ rồi thách thức người ta luôn. hả? Khoe kim cương là dữ quá hả? Đúng rồi, vàng dòng kim cương mã não rồi, không ai giàu người hơn hẳn hết. Thì Hằng nói chứ thầy đâu có nói đâu, thầy chỉ lặp lại những gì có sự thật thôi mà. Và thầy cũng đâu có làm gì Hằng, thầy đâu có nói tóm gọn, thầy đâu đâu có việc liên can với con. Mà tụi con hỏi thầy trả lời là những cái video mà con đưa lên thầy đã xem, thầy thật là những gì con nói. Thầy có lần nào nghĩ là chị Hằng chỉ thương dân nên chỉ đứng ra bênh vực cộng đồng không thầy? Tào lao con ngu quá, dân kệ dân mắc mớ tới mình, giống như anh em ruột thầy nè, đói cũng cho nó, giàu cũng cho nó, nhà ai nấy ở, đèn nhà ai nấy sáng, cơm nhà ai nấy ăn, có làm có lao động thì có cơm ăn áo mặc có việc đúng không, còn không làm ngồi không thì đói chứ sao kêu thầy cho cơm ăn. Giống như chùa nè, giống như này nè, mấy cái nhà kế bên anh em ruột thầy nè, giờ nó đói cái chuyện của nó, mà no chuyện của nó lao động thì nó có cơm ăn, nó không khao lao động thì nó đói, rồi nó buôn bán nhiều thì nó giàu, còn băng ế thì nó ráng nó chịu, đúng không? Còn chùa thầy nè, đói thầy cũng ráng chịu, mà no ai cho, anh em có cho thầy à? Mà có bao giờ tới ủng hộ thầy? Giờ anh em giờ thầy nói hư cây sắt nó có hàng giờ không, rồi giờ thầy muốn sửa cái chùa nó có bỏ tiền ra nó giúp thầy không, rồi tới chừng nó khổ cực thầy có giúp được không? Sao giúp được, của ai nấy lo đúng không? Phải không? Cuộc sống này chính mình lo cho bản thân mình chứ đừng lo những cái chuyện của người khác. Không có gì mình cứu mình, giống như giờ mình chửi lộn đi, mình không chửi người ta sao ta chửi mình, rồi không quýnh người ta sao quýnh mình, rồi mình không cầm dao xử người ta ta xử mình, thì tất cả do mình tạo thì mình phải gánh cái nghiệp đó mình phải lấy chứ. Tự nhiên cái con là cái gì mà lo dân, con không có cái gì như hàng, không có giá trị gì, không có gì lo cho ăn, con là lãnh đạo hay lo cho dân? Rồi con là người dân, con làm công ty của con lo chứ, con lo công ty khác sao được, công ty nào công ty đó làm, rồi con vi phạm pháp luật nhà nước xử lý theo công ty nào xử công ty đó, không lẽ giờ bên đây phạm mà xử công ty bên kia? Rồi giờ Hằng nói hô lo cho dân, lo dân để làm gì? Dân họ chết rồi sống chuyện của họ liên quan tới mình, rồi cái chuyện dân hay nhà nước, cái chuyện đó nhà nước ta lo, mình lo làm gì? Rồi dân nghèo á sao nên giờ nè, chùa hay nghèo đi qua thấy đi, thì dân trên kia nhà họ nghèo, nhà họ dột hết, con qua ăn sấy đi, con lo dân mà con không có cắt nè, con chưa cắt được nhà tình thương, nhà tình nghĩa nè, nhà tình nghĩa con cũng chưa cắt cho ai, nhà tình thương con cũng chưa cắt cho ai, rồi cuộc sống con cũng chưa giúp cho ai một đồng nào hả? Trong cuộc sống giờ làm cái gì ngồi chơi đi. Rồi giờ con nói con không, con giúp người mà con giúp ai, con lo cho ai, và gì cuộc sống của ai nấy lo.
Nếu mà mình thương mọi người, mình lo cho chính mình thành công trước, rồi xong rồi mình làm cái gì phải công bố, phải rõ ràng, phải minh bạch, rồi phải thấy hình ảnh trước mắt cái sự đó. Thì thầy nói giờ, giờ có cả nước Việt Nam nè, thầy nói có ai bao giờ tuyên bố là tôi là lo dân, thương dân, bảo vệ dân và cái gì cũng là yêu nước, yêu tổ quốc không? Thầy nói yêu là ai yêu? Mà yêu con làm gì cho đóng góp cái gì? À, thì cái vấn đề hiện nay phức tạp của hàng hiện nay á, thì cái chữ mà yêu nhân dân, lo nhân dân và bảo vệ nhân dân, hay là con nói con sử dụng cái ngôn ngữ mà hàng nói á, thì đều nói sai sự thật và nói không có giá trị gì cả. Khăn con lo chưa xong mà con hô lo cho ai? Giờ Đại Nam đó, con mở cửa con đâu, con tổ chức sự kiện nào, con ngon mời được 100 ca sĩ, ngàn ca sĩ về hát coi có ca sĩ nào về không? Rồi con mời, con mướn nó con không về, tại con chữ nó là sao nó về nó hát cho mình mà sao hả ta? Tất cả các tổ chức sự kiện nào đều phải có ca sĩ nghệ sĩ. Đến nơi Phật giáo nè, bên Phật giáo giờ bất cứ chùa nào mà tổ chức sự kiện đều mời ca sĩ về hát. Mà muốn Phật tử về đâu hay muốn lãnh đạo tới nhiều là phải có ca sĩ nổi tiếng. Fan hâm mộ ca huynh văn tới nhiều, Phật tử đến nhiều và các cái tầng lớp họ thích họ đó vừa coi xem hát vừa đến chùa để lễ Phật luôn. Rồi các cái chương trình của nhà nước, đảng, nhà nước, chính phủ đều có ca sĩ luôn. Tổ chức sự kiện gì lớn đều vui chơi giải trí, cho đến các thương mại dịch vụ buôn bán kinh doanh, các cái thương mại nói về triển lãm buôn bán các sản phẩm gì của nhà nước sản xuất, của nhân dân sản xuất ra đều trưng bày các khu du lịch, các cái khu mà triển lãm về bất cứ các sản phẩm gì mà con người tạo ra đều phải có quảng cáo nè, đều phải có chương trình sân khấu ca nhạc ca sĩ nghệ sĩ đóng góp. Không, cái nào họ đi tham quan họ mua sản phẩm gì mua, còn cái nào sân khấu ca sĩ diễn thì diễn, ai thích coi thì xem đến, mà ai không thích thì vô thêm quặng ta coi ca nhạc xong ta mới vô coi, còn mấy trước khi ta đi tham quan mua sắm xong rồi bắt đầu họ roi coi ca nhạc, thấy không, cái nào cũng phải đi đâu hết. Nói như thầy vậy là Đại Nam là sẽ không bao giờ có ca sĩ tới nữa sao? Tới làm gì mà người ta mướn ta cũng hết, tại vì ngày nào Hằng còn làm chủ là mấy ca sĩ không tới, trừ thay đổi chủ hay là khai khế người khác. Với Hằng không thích ca sĩ mà ai tới ca sĩ rồi không cho tao quay phim chụp hình, ta đến chủ yếu khu du lịch chụp hình quay phim, mà đến Hằng tự nhiên cái không cho tao quay phim chụp hình, có quy tắc nào mà đến khu du lịch cấm tao quay phim chụp hình hả? Thầy có rồi kính chùa chiền có để cái bảng trước đâu, để cái bảng để cấm quay phim chụp hình đâu? Con nào có để bảng thì ta mới không dám, mà con không để bảng thì ta có quyền. Giống như ủy ban xã đi, cái nào để cấm người ta không có, mà không cấm trong ủy ban người ta muốn lại chụp không cho. Rồi tất cả các quân đội trước cái mấy chỗ ta chụp cái tự nhiên kêu xó, đúng không? Chừng nào để cấm thì người ta chụp thì mình sai, còn không để cấm ta có quyền chụp. Ta chụp để ví dụ như đến địa phương đó, người ta nói giờ đi đến đó chụp để ta biết là địa phương địa chỉ số mấy, tổ chỗ nào làm gì thì người ta mới biết cái địa phương đó. Giống như họ đến chùa thầy họ chụp là thứ nhất là cái bảng hiệu, thứ hai là địa chỉ số mấy, rằng họ biết họ đến, hoặc là cái kỷ niệm về chụp hình để kỷ niệm. Thì vấn đề thầy nói mình phải làm chức sắc gì lớn mà gọi là yêu dân, yêu nước, lo cho nước, lo cho dân, lo cho đồng bào. Còn mình không có chức vụ thường dân hay làm kinh doanh buôn bán thì trời ơi, mày còn muốn mua một mày bán 10, mày còn lấy tiền của nhân dân để mày làm giàu, mày làm gì mày cho nhân dân? Mua một bán 100 bán ngàn mày thôi mày lo dân. Này nói lại nha, mở khu du lịch dù bán vé hay không bán vé, mày mở ra để cho tao vui chơi giải trí, mày hô lo cho dân. Hãy cho mày mở chùa ra mày nuôi vài ba chục ngàn người, mày nuôi người ta ăn miễn phí, ngủ miễn phí, làm gì thì đó mày lo cho dân. Giờ thầy hỏi nè, giờ con thầy hỏi cả nước Việt Nam, Hằng lo cho dân những gì vậy? Nuôi dân cái gì, lo dân cái gì, bảo vệ nhân dân cái gì, nói thầy nghe coi. Cái gì là bảo vệ, mà mình là cái gì là bảo vệ? Mà cái gì là mình lo cho dân, lo cái dân thì lo ai? Tự nhiên cái giờ cái chuyện của người ta mình đi soi bói, chuyện của người khác mình xíu vào là mình nhiều chuyện với mình đã vi phạm pháp luật. Chuyện người khác họ đúng sai chuyện của họ, mình nói là mình vi phạm pháp luật đó, là theo luật đó. Đúng sai để pháp luật xử lý vậy? Đúng rồi. Còn nếu con ra tay ngon nữa, con thấy người đó oan ức, con bỏ tiền ra giúp người đó để người ta làm sự kiện đó cho hoạt hành,
Còn ví dụ như giờ cái vấn đề mà con thấy cái đồ trái mắt á, thì con làm cái khư, con viết lá khư góp ý, phải không? Là người ta sẽ xử lý. Thưa thầy, có lời khuyên gì gửi tới chị Hằng không ạ? Khi giờ thầy nói là con đã vô cái khế quá khó khăn rồi, không hết thuốc chữa rồi. Rồi giờ thầy cứu không hợp, con thầy đã lên tiếng với con trước khi đừng đi Hà Nội, mà con cũng cãi con đi. Rồi giờ thầy nói giờ con muốn đi đảo ship, con mua vé máy bay rồi, rồi con chuẩn bị tiền chứng minh này kia, mà giờ bên đảo ship đã từ chối rồi, cái vé máy bay cũng hồi rồi, nhiều cái vấn đề trong vấn đề con tính đi nước ngoài mà con đi không được. Rồi giờ con muốn đi thì đi, rồi làm sao tài sản con để lại cho ai? Không lẽ giờ Đại Nam cũng để lại cho thầy con? Uổng quá. Thầy lấy rồi con có tiếc không? Con cảm nhận khi thầy lấy rồi làm chùi với nuôi trẻ mồ côi rồi, con có tiếc không? Nếu con tiếc thì con phải làm như thế nào? Rồi giờ thầy đi sao từ Việt Nam con không ở, con bỏ đất nước con ra đi, con lo cho dân mà trời đâu chưa, giặc chưa tới mà con bỏ nước con đi rồi. Thôi không đánh giặc kiểu gì trời, thầy dở quần lên luôn, vỗ hai tay ra chân luôn, ngộ vậy. Tự nhiên giờ hô chuẩn bị giờ có chuyện chút cái con bỏ nước con đi. Trời ơi, nói dùng mạnh lo cho dân, bảo vệ nhân dân, lo xã hội, mà giờ mới có chút xíu cái là đòi tôi sẽ bỏ đất nước này, từ xa cõi này, không bao giờ quay trở lại. Vậy hành động của con đúng hay sai? Con bảo vệ nhân mà chưa gì con chạy trước dân, con đi một mình rồi, con phải kéo hết dân này chứ. À, bao nhiêu khen hâm mộ con mới nói giờ ai kheo hăng hằng sẽ mua vé máy bay đi hết, thì lúc đó con bảo vệ nhân dân và dân đi theo á, chưa có gì bỏ chạy tục quân à. Đi có mình luôn à. Con ra đảo xíu con đi có mình, con có bảo là ha, con bảo lãnh hết gia đình con thôi, còn bao nhiêu dân bao nhiêu khen hâm mộ con không lo, phải không? Thì giờ thầy nói góp ý với con, giờ hiện tại là các lãnh đạo đang dòm ngó con và đang xử lý 6 cái lá đơn và nhiều cái tổ chức khác họ đang ngấm ngầm vào con, thì con chuẩn bị đoàn luật sư của con để bảo vệ pháp lý cho con, và hành trang của con phải chuẩn bị rất là gay gắt và trông gai và khó khăn khắc nghiệt, và con phải mắc nợ ngân hàng và nhà nước quá lớn. Thì con mắc nợ, thầy nói bảo đảm con cái tính tiền nợ thôi, con không đi nước ngoài được, con chưa hoàn trả cho nợ ngân hàng với nhà nước thì con đừng hòng con đi nước ngoài được. Giờ con có mua vé bay nó cũng bắt nó qua bển rồi, con bắt cũng trả không về à. Này là con trốn nợ, giống như giờ con ơi, Tết rồi sắp tới họ đi tỉnh này tỉnh kia chi tiêu trốn nợ, giờ rừng đâu trốn, nó nên trốn nợ là khó lắm. Dạ, không đi đâu khỏi hết. Giỡn chua rừng coi sâu rồi trứng rón được. Vậy nghe nói mười khó có cái vườn cao su hả? Chua rừng coi sâu trống nè. Vậy hả? Cũng thấy hơn ha. Vườn cao su. Có nhãn thà mày nói con nhà nghèo cũng khóc đi, tao nghe có lý. Nhà giàu khóc mày vô. Chị Hằng chỉ giàu vậy mà chị cũng khóc à? Nhà giàu mà khóc, người ta nghèo tao không tiền tao mới khóc, của mình tao có tiền tao phải cự chứ. Cuốn nhức răng nè. Mấy con mèo toi này nó khôn lắm á. Bỏ khúc đó anh giờ nó biết rồi, nó không ăn. Mèo nó già đàn, chuẩn bị bị bắt nó thì nó không hiện ra. Mà khi á mình cho nó không thèm ăn. Thầy nó lớn quá nó biết chị. Đúng rồi, nó nghe. Nó khâu. Thầy uống thuốc gì vậy thầy? Thuốc nhức răng. Tại mấy cái răng thầy sâu ăn rồi nó gì, nú nó chuẩn bị nó tóm gọn ở nó lớn rồi nó nú ra. Cái thằng này à, tao chọi vô đầu mày à. Mày không bao giờ mà mày nói này. Thứ nhất là mày nói trưa mày lao mấy cái chậu mày lao chưa? Thứ nhất mày nói chưa là mày chưa giữ uy tín. Thứ hai là không đá nào mày mở ra, không bao giờ mày đậy lại. Tháng 20 tao mới đậy là 20 luôn. Không nào mày họ dở ra mày để luôn. Tao đậy ra tao đậy tao ra tao đậy nè, nãy giờ
Mày rồi lao, mày nói lao chưa, nói mà không làm. Vợ mấy khúc gì mua cho thầy uống, nó mọc lên từ từ thì dứt cái răng kia ra hết luôn, rứt nguyên hàm cái ra hết đúng không? Còn mấy mọc răng nanh răng người ta hàm giống như răng quỷ hay gì vậy? Đâu phải đứt cái răng này qua răng kia. Thầy tính đi nha khoa không? Không, đi nha khoa lấy kèm nó bẻ mấy cái răng răng đau nó. Mà thôi để cho đau chịu đựng chơi. Biết đau khổ gì người ta, biết biết không sợ đau à? Không, lấy kìm bẻ cái rộp, nhưng mà có cái mình chọc chọc cái răng nó ngu cỡ nào. Răng ngu quá, ngừng ngu quá. Thầy biết cách mà bẻ răng thì cháu biết hồi nhỏ lớn thầy dùng hoài hoại, thầy là chuyên giật răng mà. Rồi thầy cũng lấy chỉ thì giật hoài, có mấy thầy lấy cái tay nè, thầy bẻ, thầy lắc cái bứt xong. Thầy lấy cái kèm đưa vô nè, bớp bay cái răng luôn. Thầy đau răng như vậy sao rồi thầy ăn thịt? Rồi bởi vậy hồi nãy ăn ớt, ăn ớt cũng khó ăn. Nó lào bên đây nè, thấy cái răng nè. Vậy là giờ gặm giò heo là chịu rồi đó. Không có, ráng nhai, mày mua găng đi, khẳng nó đã. Thấy chưa, giờ chuẩn bị vô hết, đừng cắt hết mấy nãy giờ nói chuyện tào lao tới đấy, giờ lại vô vấn đề. Còn giờ nhỏ này quay không quay ra đây, này nó hỏi Hằng á. Mày có chơi Hằng không, Hằng mày ngưng, mày tắt đi.